xin chào các bạn. Đây là trước mặt mình đây là Mai Quy, đây là những cái lò phân mới về. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là phân dê. Đó là cái phân mà đã xử lý được con dê nè, nó gọi là ỉ ra đó các bạn. Thì nó sẽ được xử lý. Thì nó đã xử lý qua organic, đã qua xử lý và nó không có mùi và nó sạch bệnh. Đặc biệt là nó đã qua xử lý nên nó quay mục nên nó ít có bị khó bị hư rễ và thường những cái phân khác bị. Tuy là như vậy nhưng chúng ta khi bón chúng ta cũng nên để những cái phân này rời xa cái gốc, không nên để sát gốc. Tại vì nếu mà họ để quay mục mà nó vẫn không kỹ á, nó sẽ gây ra nóng và cha sót rễ. Ví dụ như giờ cái chậu này mình gãi phân dê lên thì mình gãi bìa chậu vậy thôi, không gãi sát chậu hay mà ha. Rồi thì chúng ta gãi qua hồng, qua lan đều rất là tốt, bông cúc, tóm lại là tất cả các loại cây kiểng đều rất là tốt, nhưng chúng ta nên nhớ là gãi bìa chậu. Thì nhờ cái phân dê này hiện tại đang đóng vô cái loại bì 1 kg như vậy, rất là dễ sử dụng. Nó là một nguồn gốc phân tự nhiên từ con dê chúng ta nuôi và lấy cái phân nó và xử lý rồi mới buôn bán, chứ không phải là phân nguyên thủy của phân con dê các bạn ha. Và họ đã đóng viên tròn như vậy thì chúng ta sử dụng. Thì cái phân này á thì nó sẽ nói chung á là về hàm lượng dinh dưỡng thì nó vẫn là đạm là cao các bạn, tại vì về con dê này thì nó ăn cỏ rất là nhiều, thì nói chung là nó ăn cỏ nhiều nên thành ra là nó sẽ có hàm lượng đạm cao. Nó cũng giống như là phân trùng quế, giống như là phân nhưng mà nó khác trùng quế, và nó giống như là những như phân chuồng, phân heo, phân bò, nhưng mà nó khác biệt với phân con dê bay các bạn. Con dê còn này là con dê, còn khi con dê đó thì là nó chuyên ăn trái cây chín, thì cái phân đó thì nó tưới cây thì hàm lượng kali nó cao, hay phân gà thì hàm lượng kali cao. Thì cái phân này là nó là một dạng phân hữu cơ từ động vật, thì chúng ta sử dụng nó sẽ làm cho tốt cây. Còn nếu chúng ta muốn cho bón cho hoa đẹp thì chúng ta bón phân con dê các bạn ha. Còn con dê ăn cỏ này thì nó chiên về đạm. Thì sản phẩm hiện tại đang có bán tại trang web kho-nông-nghiệp.com, các bạn có thể vào mua để chúng ta về bón cho cây lan. Chúng ta có thể là đặt hàng online đều được hết theo thông tin mà video từ nãy giờ đăng. Thì những một số sản phẩm mà mới về mình sẽ giới thiệu tiếp trong những video khác, đó là những cái keo liền da và nấm bệnh và dạng kích siêu hoạt Tiki. Mời các bạn xem những video khác của công ty mình về những phần này nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp.